Alo, Lâm Huy chào các bạn. Hôm nay thì đến kỳ thay nhớt của con xe. Thì mình cũng vừa thay nhớt vừa tám chuyện với các bạn một xíu. Ở Việt Nam mình ấy, đa số là nhớt 10W40 hoặc là 5W40. Còn những loại khác như là 10W30 hoặc là 20W50 ấy, thì cũng có. Nhưng mà phổ biến và thông dụng hơn thì vẫn là hai loại nhớt trên. Bạn nào mà có tìm hiểu về nhớt ấy, chắc cũng biết cái số mà 10W này, chưa biết W này, là chỉ số thể hiện cái độ nhiệt độ thấp nhất ấy mà nhớt có thể hoạt động được bình thường. Cái này thì trên mạng có nhiều, mình thì không có, hôm nay thì không có nói về lý thuyết nhiều. Hôm nay mình sẽ nói chủ yếu về cái cảm nhận của mình về hai loại nhớt như là 5W40 với lại 10W40, coi là nó khác nhau như thế nào. Các bạn xem nếu mà đồng ý hoặc không đồng ý thì cũng comment bên dưới để cho mình biết nha. Xe mình ấy thì mình đã từng xài qua Liquimoly Switch 4T 10W40 và 5W40, và mới đây là mấy thằng Phúc Securely 10W40 như chai này với lại 5W40 trên chiếc xe nhỏ như là M135 còn Winner ấy, thì mình đánh giá là cái nhớt 5W40 là cái độ giải nhiệt nó tốt hơn, tức là khi mình đi vô đường kẹt xe ấy, thì cái loại nhớt mà 5W40 nó cái quạt cái nước ấy, nhất thằng Winner này, đỡ quay hơn. Ví dụ thực tế, mình đi làm khúc đi qua bến xe miền Đông, mà các bạn biết đó, cái đường đó thì buổi sáng bao kẹt. Mình đi thằng này này thì khoảng cỡ hơn 5 phút xíu là quạt kết nước nó đã quay. Còn nếu mà đi cái thằng 5W40 thì khoảng gần 10 phút cơ thì nó mới quay. Tuy nhiên ấy thì cái thằng Phúc Cycle 5W40 nó có đặc điểm là đi đường trường ấy, nghe mà tiếng máy nó chào nhẹ hơn cho cái thằng 10W40 này. Ngoài ra thì các chỉ tiêu khác như là độ êm, độ bốc cũng như là độ bền nhớt vân vân, hai thằng này nó cũng ngang ngang nhau. Cái loại 5W40 với lại 10W40 thì nó ngang nhau. Còn khi mà thằng xài thằng Phúc thì được cái nó tổng hợp hoàn toàn mà, thì mình chạy được khoảng 2.500 cây hoặc cố lắm được 3.000 cây là thay rồi. Chứ còn qua mốc 3.000 cây thì nó bắt đầu có hiện tượng không còn êm ái nữa. Chai Phúc Cycle này là chai thứ ba mình thay, thì chai đầu tiên mình xài là 5W40 đi khoảng 2.500 cây thì mình thay chai thứ hai. Thì hồi đó thì không hiểu sao tìm không ra cái 5W40, thế nên thì mình thay thử chai 10W40 này, thấy nó cũng ok hơn. Đánh giá của mình ấy, thì cái thằng Cycle này ấy, về độ êm cũng như máy sẽ đỡ nóng hơn. Êm ở đây ấy, là máy nó sẽ đỡ kêu hơn, sang số trả số nó mượt mà hơn. Còn bốc ấy là thằng này sẽ không bốc bằng đẹp soi racing. Bốc là cần nhích nhẹ tay ga là xe nó vọt lên rồi. Nó như thằng này. Thằng này cảm giác nó vẫn còn cái độ gì nó chưa có bằng đẹp soi racing. Nhất này mình xài khoảng 2.500 cây. Qua mức đó thì cảm thấy nó hơi xuống rồi. Mình không thích lắm nên thay. Còn bây giờ thì mình sẽ đi thay nhất, mời các bạn cùng theo dõi.